Shop Mai Đồng Hồ xin giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc đồng hồ có kiểu dáng như là một chiếc lồng đèn của Nhật. Chiếc này có vỏ gỗ, gỗ sồi á. Đây là tổng thể chiếc đồng hồ. Chiếc này có chiều cao là 35 cm, ngang là 23,5 cm và sâu vô là 18 cm. Chuông chén đây. Chiếc này mới nguyên luôn, vừa mới lắp pin lần đầu. Đây là những cái họa tiết rất là sắc nét, họa tiết cũng bằng đồng luôn. Sử dụng một viên pin pin đại á, máy Japan, có chữ Japan bên trong á. Còn trên này là chuông. Hàng mới tinh luôn. Để test chuông, nghe tiếng chuông. Rồi 30 phút thì điểm 1 tiếng nữa. Vỏ gỗ rất đẹp. Chưa bị trầy cấn móp gì cả. Nó là nó mới nguyên thùng luôn á. Đây các bác xem họa tiết của nó nè. Chiếc này á, mình đưa vô Google dịch á, thì thấy nó có cái ý nghĩa giống như là một chiếc đồng hồ mà có thấy ghi chữ là gì buổi chiều rồi chữ rồng gì ở đây á. Bác nào mua về thì thử tra Google xem coi nó có ý nghĩa gì nữa nha. Xin cảm ơn Shop Mai Đồng Hồ Xưa, xin cảm ơn. Và nhân tiện giới thiệu chiếc điện thoại này với kiểu dáng xưa, cũng là bằng gỗ luôn nè, họa tiết cũng bằng đồng. Đây cũng vậy nè. Chiếc này là đã được lau dọn spa sạch sẽ, các cái mạch điện bên trong vẫn còn nguyên vẹn hết. Chỉ tiếc rằng là không có cái cáp điện thoại bàn. Chứ chiếc này ấy, bác nào mà nhà mà có cái đường link á, đường truyền của điện thoại di động á, là gắn vô là xài được á. Bởi vì các mạch của chiếc điện thoại này bên trong vẫn còn nguyên vẹn hết. Xin cảm ơn.